Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc mọi người một buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe bài thơ rất hay và xúc động có nhan đề Người anh hùng bất tử của tác giả Phạm Thanh Dương, viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã bị giặc bắt và xử tử hình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi với anh hai người thợ điện, thế hệ anh thời chiến binh đao, cả ba miền nước mắt lệ trào, bởi chiến tranh gây bao tang tóc. Nhìn ảnh anh tôi bỗng nhiên bật khóc, vì quê hương dân tộc yêu thương. Anh hy sinh chẳng tiếc máu xương, để tổ quốc trên đường thống nhất. Người thanh niên kiên cường bất khuất, dáng hiên ngang nhưng rất yêu đời. 50 năm có lẽ cũng qua rồi, tấm gương anh vẫn rạng ngời chân lý. Bao hờn căm muốn đánh tan giặc Mỹ, chí anh hùng chẳng nghĩ đến bản thân. Bị địch bắt và tra tấn dã man, anh vẫn quyết vững bền gan bất khuất. Lý tưởng đã cho anh khí chất, nơi pháp trường vẫn ngẩng mặt ung dung. Giật băng đen và quát lớn oai hùng, làm bọn giặc vô cùng khiếp sợ. Chúng giết anh bằng loạt súng nổ, máu xương anh đã tô đỏ sắc cờ. Sống anh hùng xây vững cơ đồ, chết vẻ vang hóa thành bất tử. Tấm gương anh đã đi vào lịch sử, để muôn đời mãi vẫn ghi danh. Anh hy sinh khi tuổi còn xanh, chúng tôi nguyện theo anh vững chí. Nén tâm nhang mong anh yên nghỉ, người anh hùng chống Mỹ năm xưa. Tiếc thương anh biết mấy cho vừa, người đồng nghiệp mà tôi chưa từng gặp. Vâng, vừa là bài thơ Người anh hùng bất tử của tác giả Phạm Thanh Dương. Trước khi dừng lời, Vi Thức kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Rất mong quý vị khán thính giả hãy bớt chút thời gian like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Vi Thức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.